năm nay nó bao nhiêu tuổi? Mới có 21 tuổi thôi. Chồng bác, cháu là ông có tham gia chiến tranh gì không ạ? Có đây, ở trên nhà đây, bộ đội đây. À, kháng chiến chống Pháp hay chống Mỹ ạ? À? Chống Mỹ. Lúc đấy là bác trai bao nhiêu tuổi ạ? À? Bác trai năm ấy là... Bác 21 thì bác ấy năm bác mới lại 23 tuổi. Bác trai đi ra trận thì là có hay về không? Có hay được về không? Thì về phép có ba lần thôi. À, về phép 3 lần một năm hả? Đúng rồi, xong là đi về luôn. Tức là 4 năm đi 4 năm và chỉ về phép có 3 lần thôi. Đi thì là đi về luôn thôi. Bác trai đi là mấy năm thì mất? 73. À, thế là đã kịp nhìn mặt con chưa? À, đã được 4 tháng con mới đi mà. Thế là bác là có mấy con? Có một cháu Quang đấy thầy. Thế các con bác có đón nó xuống chơi thường xuyên không? Cháu cũng ở nhà còn thắp hương ông bà ấy thấy. À, đi làm sao được?